Hội xin chào tất cả các anh em nhé. Tối ngày hôm nay tối thứ bảy rảnh rỗi, Khôi lại xin phép bớt chút thời gian của anh em làm một đoạn clip giới thiệu một cái bộ âm thanh của Pháp. Thì vừa rồi các bác đã được nghe em test một bản nhạc của Trung Quốc, nghe rất là mượt mà và bản nhạc rất là quen thuộc vào, phải không ạ? Rất là truyền cảm, mềm mại, chi tiết và rất là lãng mạn. Thì cái bộ âm thanh Khôi giới thiệu cho anh em ngày hôm nay là một cái bộ âm thanh của Pháp, một đôi loa cột mang tên là David Audition MK2. Đấy. Và một con âm ly Isam Isasic. Con này thì thiết kế rất là lạ và cũng rất là hiếm có. Thế thì Khôi đi vào cặp loa trước. Đây, cặp loa thì đầy đủ e căng và tem mát. Đây, cái tem David đây, một dòng loa rất là nổi tiếng của Pháp, với thiết kế là gồm có 3 đường tiếng, trong đó nó gồm có 2 bát 16,5 và một con loa tép đo. Để kích thước đôi loa này thì Khôi sẽ đo luôn cho các bác. Đôi loa đẹp, đôi loa rất đẹp luôn. Kích thước là cao 98,5, lại phải 5 và 21,5. Chiều sâu của nó là 26. Đấy. 26 là chưa tính e cái căng các bác nhé. Đôi này thì thiết kế về hình thức thì rất là bắt mắt. Lỗ thông hơi làm ở phím trước, mặt sơn màu ghi và toàn bộ xung quanh là vân gỗ rất đẹp. Cặp này thì thông số của hãng thì nó là xin lỗi các bác là David Audition MK2. Cặp này thì nó không có tem nha các bác nhé. Ở trên hãng nó cũng không có tem. Nó như thế này thôi. Nếu các bác nào quan tâm về cặp loa này thì em sẽ gửi về đầy đủ thông tin chi tiết thông số của hãng. Thông số của hãng. Cặp này thì nghe nhạc rất là hay. Những bản nhạc ví dụ như không lời, những bản nhạc acoustic, rồi là nhạc jazz, nhạc blues, nhạc vocal, nhạc trữ tình, nhạc vàng đều rất là hay. Đấy. Đôi loa thì đẹp mà trong tình trạng về đẹp xuất sắc luôn. Không có cấn lở góc điếc gì chỗ nào nữa các bác nhé. Chỗ này nó hơi bật bật cái sơn chỗ này một tí chỗ này thôi. Vỏ thì rất đẹp. Các cái tuyến loa còn căng mọng luôn. Tép đom, đom lụa. Tiếng các bác còn vừa rồi nghe được cái giải trên của nó, giải trên rất là sạch sẽ luôn. Màng này sợi kia van này các bác này, đầu đạn này, cái này là nó cố định này. Ở cái dưới này cũng vậy, gân loa là gân cao su, gân zin các bác nhé. Đấy, gân zin này, số ở gân này. Và gân vẫn còn rất mới luôn, còn rất mới luôn. Đôi loa David Audition 5 MK2 này Khôi bán với giá là 12,5 triệu, giá rất hợp lý cho một đôi loa của Pháp, thương hiệu David rất là nổi tiếng. Còn âm ly Isam Isasic, gọi là Isasic, với thiết kế cũng rất là lạ. Bề ngang của nó thì nó rơi vào tầm 20, để em đo cho. Thằng Pháp này nó thiết kế nhiều cái rất là hay. Bề ngang nó rộng là 24 và sâu của nó là 25, 26, 27 tính cả lúm. Nếu mà ra ngoài phải 27, à quên xin lỗi, 37 tính cả lúm. Chiều cao của nó 10 cm các bác nhé. Đấy thì cái âm ly này thì thiết kế rất là lạ. Vỏ bằng tôn, mặt bằng nhôm phay và có một cái dàn đèn ở phía đằng trước này. Đấy, tắt nguồn. Các bác có thể là chuyển kênh các bác ấn này. Đấy. To nhỏ. Dòng âm ly của châu Âu đầy mới nó chỉ có thế thôi các bạn. Đúng nguồn ở phía đằng sau nhé. Đúng nguồn ở phía đằng sau. Tôi quay phía sau cho các bác nhìn. Con này thì thiết kế là điện 220.
Made in France. Bác nhìn em lấy led cho bác nhìn. Đấy, made in France. Âm ly này đắt tiền hơn loa nha các bác nhé. Âm ly này em bán với giá là 15,5 triệu. Bao đẹp, bao zin. Bao zin cho các bác. Con này phải có một sứt một tí chỗ này này các bác này. Nhôm phay nhưng mà nó bị sứt một tí này. Này có một tí ở chỗ này thôi. Đến gần thì mới thấy, còn xa thì là không nhìn thấy rõ. Con này là tắt nguồn ở phía đằng sau. Bác muốn bật nguồn thì bác bật ở phía đằng sau. Đấy, nó lên cái đèn đỏ này. Nó lên cái đèn đỏ này. Sau đó là bác ấn vào. Ấn vào thì nó sẽ là. Đấy. Các bác chỉ còn cần vặn volume thôi. Thế vừa rồi Khôi đã giới thiệu một cái bộ âm ly và loa của châu Âu, của Pháp đến cho các bác. Với cái bộ này thì cái phòng nghe tầm khoảng độ trên dưới 20 km, à xin lỗi, 20 mét thì sẽ là nghe tốt về cái đôi loa này nha các bác nhé. Và đôi này là đôi loa cột với cái chất âm rất là mượt mà các bác đã được nghe. Còn bác thấy hay thì các bác có thể chơi cả bộ hoặc là các bác có thể mua lẻ nhé. Cái loa thì em báo giá rồi, 12,5 triệu thôi. Âm ly thì là đắt hơn loa 15,5 triệu. Bác nào quan tâm đến món nào thì các bác cũng vui lòng alo trực tiếp cho Khôi 0982922168, hoặc các bạn kết bạn vào Zalo với số điện thoại trên. Khôi chỉ dùng một Zalo này thôi nhé. Vâng, Khôi xin phép là kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bác rất nhiều. Lại hẹn gặp lại các bác ở trong video tiếp theo. Chào các bác nhé.